Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Sau 5 phút, đánh bật mọi mảng bám ố vàng trên răng chỉ bằng một ít vỏ cam. Bạn nhiều lần tò mò không biết vì sao nhiều người sở hữu hàm răng trắng sáng và đẹp đến thế. Bạn cũng muốn có được hàm răng trắng sáng bằng những phương pháp tại nhà nhưng không biết cách thực hiện như thế nào. Đừng lo, hôm nay Mẹo Sống Khỏe VTT7 sẽ mách nhỏ cho bạn hai cách làm trắng răng bằng vỏ cam hiệu quả. Tin chắc rằng bạn sẽ có được hàm răng ấn tượng và trắng sáng như mong muốn. Chúng ta sẽ đến với cách thứ nhất nhé. Với giải pháp này, cách thực hiện rất đơn giản. Cam sau khi sử dụng, thay bằng bỏ vỏ thì chúng ta giữ lại và rửa sạch. Sau đó, dùng phần trắng bên trong của vỏ cam chà sát lên vùng răng hàm bị tối màu. Thực hiện chà đều khoảng 20 phút và súc miệng với nước sạch. Các mảng bám ố vàng trên răng được tác động bởi vỏ cam sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hàm răng trắng sáng ấn tượng và chắc khỏe cho người thực hiện. Phần cùi trắng trong cam có chứa limonin mang lại tác dụng loại bỏ hoàn toàn các mảng bám gây ố vàng trên răng. Ngoài ra, cùi cam không có axit citric, thế nên chúng cũng không ảnh hưởng có hại đến men răng của bạn. Chất limonin không chỉ có tác dụng tẩy trắng răng tự nhiên mà đồng thời vitamin C sẽ ngăn ngừa vi khuẩn tấn công hàm răng, giúp hàm răng giữ được độ chắc khỏe, hạn chế mảng bám tồn tại và xuất hiện. Và giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ hai nhé. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất đó chính là một quả cam tươi. Nguyên liệu thứ hai là một chút muối trắng. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách các bạn thực hiện như sau. Với quả cam này thì bạn hãy bóc lấy phần vỏ xanh nhé. Đây là phần vỏ chúng ta thu được. Ở cách làm này chúng ta chỉ sử dụng phần vỏ chanh thôi, chứ không sử dụng đến phần sơ trắng. Vậy nên bạn dùng dao gọt hết phần sơ đi. Đây là phần vỏ cam mà chúng ta cần. Giờ các bạn chuẩn bị một bát nước sạch. Bạn cho vào bát này một chút muối rồi khuấy đều. Vậy là chúng ta có được một bát nước muối pha loãng. Giờ bạn cho vỏ cam vào, ngâm và rửa sạch đi. Bạn có thể vớt vỏ cam ra được rồi. Khi vỏ cam đã ráo nước thì mình sẽ thái nhỏ nó ra. Sau đó bạn chuẩn bị một cối xay sinh tố và cho vỏ cam vào cối này. Giờ mình sẽ mang nguyên liệu này đi xay nhỏ nhé. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Mình sẽ cho nó ra một cái bát. Thank you.
Đây là vỏ cam sau khi được xay nhỏ. Giờ thì bạn cho vào bát này một thìa muối trắng và đảo đều hai nguyên liệu này lên. Đây chính là bát hỗn hợp mà chúng ta cần cho cách làm trắng răng này. Cách các bạn sử dụng bát hỗn hợp này như sau. Bạn đánh răng với hỗn hợp này như bình thường. Các bạn nên chải nhẹ nhàng trong vòng 2 phút để các chất có trong hỗn hợp len lỏi vào tận ngóc ngách của răng để lấy đi những mảng bám và thức ăn thừa, mang lại cho hàm răng của chúng ta vẻ trắng sáng và hết mùi hôi nhé. Sau khi đánh răng xong rồi thì các bạn chỉ việc súc miệng với nước sạch là xong. Bạn nên áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần trên tuần để tránh gây hại cho răng. Mặc dù các biện pháp tẩy trắng răng trên rất hiệu quả, nhưng những đồ uống có màu như trà và cà phê sẽ nhuộm vàng răng, đôi khi còn gây mòn men răng. Mẹo sống khỏe VTT7 không khuyên bạn từ bỏ thói quen uống cà phê hay trà. Nếu có thể, hãy sử dụng ống hút để răng không tiếp xúc nhiều với các loại nước màu. Ngoài ra, việc bỏ hút thuốc cũng mang lại cho bạn hàm răng trắng hơn. Mặc dù cách làm trắng răng bằng vỏ cam rất tiết kiệm nhưng chỉ giúp làm cho răng trắng bóng hơn so với màu trắng cũ một ít và cần phải kiên trì thực hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, làm trắng răng bằng vỏ cam có thể khiến răng bị mòn men khi lạm dụng quá nhiều. Nếu chà sát mạnh, răng bạn có thể bị yếu đi theo thời gian khiến răng nhạy cảm hơn. Đối với những trường hợp răng xỉn màu quá mức do thuốc kháng sinh hay cơ địa thì cách làm trắng răng tự nhiên như thế này sẽ không phát huy hiệu quả được. Trên đây là những chia sẻ của Sống Khỏe VTT7 về hai cách làm trắng răng tại nhà bằng vỏ cam. Hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.